Man City là cái tên mới nhất nhảy vào tranh đua Rice với Arsenal. Theo nhà báo giản lược Ari Maggio của Sky Sports cho biết, nửa xanh thành Manchester định trả 75 triệu bảng cộng 15 triệu bảng phụ phí để chiêu mộ ngôi sao của West Ham. Quyết tâm nơi The Citizen ở thương vụ này rất lớn và thậm chí nhà báo giản lược Ari Maggio còn tin tưởng Rice rất gần với Man City. Điều này đặt ra thách thức không hề nhỏ đối với Arsenal, nhất là khi pháo thủ đã bị West Ham từ chối hai lời đề nghị trị giá 80 và 90 triệu bảng. 120 triệu bảng là số tiền mà bố tạ mong muốn nhận được nếu bán tiền vệ sinh năm 1999. Dẫu vậy, theo tiết lộ từ tờ Daily Mail, Arsenal vẫn rất tự tin chiêu mộ thành công Rice. Huấn luyện viên Arteta dự kiến trao cho cầu thủ người Anh vai trò quan trọng trong công cuộc tái thiết pháo thủ. Điều này hoàn toàn thuyết phục được Rice. Tất nhiên không thể ngoại trừ khả năng Rice đến Man City nếu The Citizen đưa ra mức phí chuyển nhượng hấp dẫn hơn Arsenal. Nhưng thời điểm hiện tại, ưu tiên của tiền vệ này vẫn là ở lại London thay vì chuyển đến thành Manchester. Daily Mail còn cho biết thêm rằng Arsenal còn sẵn sàng trao băng đội trưởng cho Rice nếu anh cập bến pháo thủ. Tuy nhiên điều đó sẽ không diễn ra ngay lập tức mà phải có kế hoạch cụ thể. Đội chủ sân Emirates không muốn cương vị của Mahrez Odegaard bị thay đổi quá nhanh chóng. Trước mắt, Rice có thể đảm nhận vị trí thủ lĩnh nơi phòng thay đồ nếu đến Arsenal. Đó là điều kiện tiên quyết để anh được đắm băng đội trưởng ở sân Emirates.